bán nguyên phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hòa Thủ. Tập 16, phần 1. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, mệt chết đi được. Mệt quá đi. Mùi hương của ba mà. Mùi của ba. Ba sao? Nếu nói như vậy tôi sinh ra cô từ hồi tiểu học sao chứ? Mùi của anh giống hệt mùi của ba tôi. Cảnh sát cha. Lại là cảnh sát cha đó sao? Xong ạ. Thật ra thì tôi không phải là cha đâu, tắc mà cô biết đâu. Tôi là Gongsu-chan. Là Gongsu-chan không phải là cha Đông Tắc. Cô có nghe không? Gongsu-chan. Cô thấy đỡ hơn chưa? Cảnh sát cha. Một trăm. Đã bật mức 100. Một, hai, sáu. Dấu hiệu sinh tồn. Vẫn chưa thấy. Mức 150. Đã bật mức 150. Một, hai, sáu. Anh có sao không vậy? Máu kìa. Tôi đã cảnh cáo rồi. Tôi nói nếu như anh còn dám tới gần cô gái này thì tôi sẽ không tha cho anh.
Gà nhìn đi. Dạ ha. Mình mới tới hả? Cái tên của hàng nhìn quen quá. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Anh ta là ai vậy? Nhìn quen quen á. Đang đi dép kìa. Nhìn cũng được mà ha. Nè, nghe chưa? Có người nào đó muốn ra tay sát hại Lý Đu Xích trong tù. Là kẻ nào muốn bịt miệng Lý Đu Xích vậy? Trước tiên tôi nghĩ là tôi sẽ vô bên trong đó. Bằng cách nào? Trung úy Dô Hồng Chuyên qua đời trong một ca ngát đêm. Nhìn thấy ngôi nhà có hai tầng gạch đỏ nằm ở bên kia cầu chui. Anh đừng nói là không nhớ gì nha. Cũng tại anh mà tôi bị điều tra. Vì sử dụng thuốc nên bây giờ mới ở đây nè. Vậy hả? Vậy hả? Vậy hả? Sao anh lại ở đây vậy hả? Quan tâm làm gì? Một năm trước tôi đã bị anh bắt vì tội tống tiền mà. Đúng rồi. Anh nữa hả? Anh không có bắt tôi. Tôi sẽ yên lặng. Tại sở cảnh sát trung ương Seoul đã bị kết án tù vì anh ta đã ra tay hành hung người khác. Ngoài ra thì Bộ Tư pháp cũng đã phê chuẩn quyết định của công tố viên Park Jae-hi và kết án viên cảnh sát trong đội đặc nhiệm đó là 2 năm tù. Phóng viên xong khi điều tra viên sao lại lường phóng viên chân dữ vậy và ra tay hành hung anh lại ta. Cãi nhau à? Lần này thì liên quan đến đàn ông đó. Phóng viên xong á, quen ai hả? Vui mà sao tự nhiên lại buồn? Nhưng mà bây giờ anh ấy đang ở trong tù rồi. Hả? Anh chính là người làm cảnh sát cha ngồi tù sao? Anh không biết rõ gì anh ấy thôi chứ. Anh ấy là một người đàn ông rất là tốt. Chắc chắn có người muốn hãm hại anh ấy. Em sẽ đi tìm hiểu nên để anh ấy. Sao lại quan tâm tới anh ta như vậy chứ? Tại vì em tin tưởng anh ấy. Anh chào hỏi cái kiểu gì vậy? Bởi vì anh tự ý điều tra và đẩy người dân vào chỗ nguy hiểm. Ngoài lý do đó hình như là còn có lý do nào khác nữa thì phải ha? Lý do chính là cô gái này. Dân thường lại tham gia. Tôi sẽ nộp đơn khiếu nại chính thức về việc anh tự ý hành động ngày hôm nay. Cảnh sát phải bảo vệ công dân và tuân thủ luật pháp. Nhưng mà anh ta lại bỏ qua quy tắc và hành hung nghi phạm. Em không có nghĩa vụ phải trả lời anh mà. Còn lý do nào khác để em tin tưởng anh ta như vậy? Em nói rồi, chắc chắn là có hiểu lầm nào đó. Ở đây hả? Dạ dạ, hôm đó cũng là nhà này, hôm nay cũng vậy. Chắc là anh không vào ăn mì, vậy tạm biệt anh. Không cần 258.000 hả? Tôi cho cô vay không lãi. Anh nói là tôi đừng có dính vào anh mà. Giờ tạo quan hệ nợ nần sao chứ? Tại nó nặng quá đi. Không thì thôi. Ai nói là không thích hả? Hôm nay tôi cũng tiêu tiền hơi quá trớn rồi. Đúng lúc quá. Vậy thì hãy coi đây là khoản tiền cho vay, để mà cô cân bằng lại tài khoản ngân hàng của mình đi. Anh cũng muốn cho tôi vay tiền thì tôi xin nhận. Khiến cho người ta muốn chăm sóc.
Em đang ở đâu? Bây giờ sao? Bây giờ thì chắc không được đâu. Em đang đi lấy tin. Nè, tin gì chứ? Kiểu tin tức gì vậy? Nói đi anh giúp cho. Thôi, anh đừng lo mấy chuyện bao đồng nữa. Lo chuẩn bị mấy phiên tòa đi. Thôi nha. Anh chỉ làm theo luật thôi. Không tìm thấy mấy quay an ninh để có thể chứng minh được là anh ta vô tội. Nếu em muốn giúp anh ta vì em từng làm việc chung vài lần á thì... Không phải. Em chỉ muốn nói là anh đã sai mà thôi. Đúng là nực cười. Từ bao giờ mấy người có quyền đến đây đòi xin đóng dấu chứ? Mấy người xin thì tôi phải cho à? Anh là công tố viên chịu trách nhiệm vụ này. Anh chắc cũng biết về cảnh sát Cho Han Chun bị người khác sát hại. Giờ chúng tôi đã biết nơi có thể tìm được bằng chứng xác thực để mà tìm ra kẻ giết người thực sự. Dạ, là sự thật thưa công tố viên. Dạ, nếu anh cho chúng tôi lệnh khám xét, vụ án sẽ được khép lại vào ngày mai, nên tôi không có quyền đóng dấu lệnh khám xét. Lần tới khi nào anh cần lệnh khám xét thì nhớ làm theo thủ tục, đừng có xông vào đây một cách vô phép như vậy. Anh làm gì mà cứng nhắc vậy chứ? Tìm công tố viên khác, tìm người khác. Tôi cảm thấy rất lạ từ lúc mà tôi bước chân vào đây rồi. Thật là ngột ngạt. Ôi, đó là lý do mà phải chọn đúng công tố. Dạ.